Xin chào các bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua full carbon toàn phần Derosa Black 888. Nếu như mà các bác có hay theo dõi những cái giải đấu ở trên thế giới thì cái thương hiệu xe Derosa này được sử dụng rất nhiều tại những cái giải đấu chuyên nghiệp. Thương hiệu rất là tốt của Ý, mang cái model là Black 888. Các bác có thể kiểm tra thêm thông tin trên Google về cái chiếc xe này. Chiếc xe cực kỳ đẹp, đến từ Ý, được trang bị cặp vành 700C cũng full carbon và cái cặp vành của nó rất là xịn, thì em sẽ quay chi tiết cái cặp vành này cho các bác xem. Xe thì được sử dụng full một bộ group Shimano Ultega, gần như là group cao cấp nhất của dòng Shimano về xe đua rồi, full Ultega mới đến dây ban. Từ bộ chuyển động, sau là Ultega RX, là một cái phiên bản nâng cấp của dòng Shimano Ultega, một phiên bản gọi là nâng cấp nhẹ, nó sẽ ngon hơn cái dòng Shimano thường. RX sử dụng bộ lip 11 tầng cộng 2 tầng đĩa cho xe 22 tốc độ khác nhau. Toàn bộ khung xe và cặp vành đều là full carbon, vành này gọi là vành carbon béo các bác nhá. Đấy, nó phồng ra hai bên này rất là đẹp. Đó, vẫn còn giữ nguyên những cái vân carbon này, không sơn này, carbon trần, và cái vành này là đi theo Mayer luôn, vành vành Fast Sport. Đó, rất là đẹp. Các bác cũng có thể kiểm tra thêm cả thông tin Google cái cặp vành này nữa, cặp vành rất là xịn. Mayer sau bi vòng cuối lỗ rất là đẹp. Mayer cực kỳ đẹp luôn, rất là sang trọng. Nhìn cái Mayer Yên Phyrix, Yên này, Yên cũng của Ý luôn. Bộ tay lắc Ultega full hết một group Ultega. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 52 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 50 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m66-67 đến khoảng 1m76-77, đi là phù hợp. Thì chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em, chỉ có là 39.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.